Ngươi tưởng ngươi là bề trên của ta hay sao mà dám thể hiện bản lĩnh như vậy? Sư huynh, xin hãy nương tay. Được, giỏi lắm. Sư đệ sư muội đã dạy một tên đồ đệ thật khác thường, ta phải lãnh giáo mới được. Không không không, ta không muốn đánh nhau với ông. Không, dừng tay. Các vị là người mình với nhau, sao phải đọ sức biểu diễn võ nghệ chỉ trong phút chốc thôi? Đúng vậy, các vị là sư huynh của vợ chồng Trang giáo chủ. Nếu tôi đánh chết các vị là không hay rồi. Ngươi nói sao? Không được nói bậy. Được, ta muốn xem ngươi đánh chết chúng ta như thế nào. Xuất chiêu đi. Tôi không muốn ra tay. Ngươi không muốn ra tay với ta thật sao? Sư huynh, người đó quá ngông cuồng. Sư huynh hãy dạy cho nó một bài học đi. Mẫn sư muội định che chở cho anh chàng kia thật sao? Thằng bé đó đã không coi bề trên ra gì, phải dạy dỗ đến nơi đến chốn mới được. Đa tạ sư huynh đã nương tay. Mau nhận tội với sư bá đi. Rõ ràng là khinh người, không thèm tiếp chiêu. Nếu không thì nó đã nói nó có thể ra tay đánh chết người. Đôi bàn tay tôi đã gây ra họa, đúng là hễ ra tay là sẽ đánh chết người khác. Thằng ranh này không biết trời cao đất dày là gì. Vừa rồi sư huynh đã nương tay, không đâm chết người. Người không hiểu hả? Tôi không có giết ổng, nên tôi cũng đã nương tay. Thằng ranh kia, ngươi là đồ đệ của ai? Học được cái lối nói dẻo mỏ như vậy? Tôi là đại đồ đệ đầu tiên của phái Kim Ô. Phái Kim Ô nào? Trên võ lâm chưa hề có môn phái này. Ta cứ tưởng ngươi là đại đồ đệ của sư đệ Thạch Thanh kia. Thì ra ngươi không phải người mình. Nếu ngươi không chịu đánh trả, thì ta sẽ lấy mạng của tên đồ đệ khốn kiếp của phái Kim Ô này. Con à, sư bá đang muốn kiểm tra võ công của con, sẽ rất hữu ích cho con. Ông ấy sẽ không hại con đâu. Cầm binh khí rồi xuất chiêu đi. Được, tôi xin đánh trả. Ông đừng dùng kiếm đâm tôi. Cho tôi lượm cây đao này lên đã. Ngươi coi ta là hạng người gì? Ta khinh. Lát nữa khi đánh gấp quá, chưa biết chừng mình lại không cẩn thận xuất chưởng thì lại đánh chết người ta mất. Thôi được, như vậy là yên rồi. Đánh đi. Lần này ta sẽ không đánh chết ông đâu. Người quá coi thường người khác rồi. Không được vô lễ. Mau cởi bỏ dây ra đi. Đúng rồi, không thể buộc dây như vậy được. Thiên ca. Thiên ca. Thiên ca. Thiên ca. Thiên ca. Huynh đang ở đâu? Thiên ca, huynh đang ở đâu? Tất cả là tại muội không chịu đi gặp ba mẹ chồng. Thiên ca. Thiên ca. Đúng là
anh hùng xuất thân từ tuổi trẻ, đáng khâm phục. Bần đạo tuy bất tài nhưng cũng xin lãnh giáo vài chiêu. Kiếm pháp của ngài thật tuyệt diệu, tại hạ rất khâm phục. Hôm nay rất khó phân biệt thắng bại, xin dừng lại ở đây. Chúng ta nên kết làm bạn. Con ngốc, sao lại gọi là ngài? Phải gọi là sư bá chứ. Ta già mất rồi. Trường giang sống sau, xô sống trước. Ta già rồi, chẳng làm gì được nữa. Đã đắc tội với sư bá rồi, mau đến tạ tội đi. Dạ. Xin chào sư bá. Trưởng sư huynh, đây là đứa con trai của vợ chồng muội. Thì ra là Lệnh Lan. Thiệt không ngờ, thiệt là không ngờ. Từ nhỏ nó chưa được dạy dỗ chu đáo, xin huynh đừng trách tội nó. Nhưng sao nói, nó đã bị bắt đi rồi. Tiểu đệ đâu dám nói dối sư huynh. Nó vừa trốn thoát về, vợ chồng đệ còn chưa được hỏi nó. Vậy cũng phải, với bản lĩnh đó, Lệnh Lan muốn trốn về cũng không khó gì. Nội lực của Lệnh Lan thật thâm hậu khó lường. Nhất là chiêu cuối cùng của đao pháp, chủ yếu là do A Tú dạy cho. Cổ nói, nếu người ta không đánh lại con, thì con nên nhường cho họ. Nếu có thể tha thứ thì nên tha cho họ. Cổ còn nói, im miệng, không được nói bậy. Thằng bé này không biết ăn nói. Vậy thì con không nói nữa. Nếu con buộc bàn tay có độc này lại, cầm đao để giao đấu thì cũng không. Tay con có độc sao? Phải chăng ngươi đã lấy cắp hai miếng thẻ đồng đó? Con mới chỉ khẽ rút tay thì họ đã ngã gục xuống rồi. Thạch sư đệ, vậy là sao? Để nói đi. Nghĩa khí của sư huynh là hàng đầu. Tên súc sinh này đã gây nên tai vạ, xin tùy sư huynh xử lý. Được. Khoan đã, sư muội, con định nói gì đây? Có lẽ con đã cứu được hai vị sư phụ. Họ đã trúng kịch độc như vậy thì còn hy vọng gì nữa? Con à, trong tay con có chất độc gì? Con có thuốc giải độc không? Dạ không. Để tôi xem nào, xem nó có thuốc giải không. Sao vậy? Con mau trốn đi, cha mẹ không cứu được con đâu. Cha mẹ? Ai là cha mẹ? Sư muội, chúng ta không thể vì tên tiểu súc sinh này mà làm ảnh hưởng đến nghĩa khí của sư huynh. Không được để nó bỏ trốn. Thanh ca, con mau nghĩ cách đi. Chẳng lẽ không cứu được họ?
Có cách rồi. Thiên ca, Thiên ca, sư huynh, họ tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tốt quá. Sư đệ, họ đã bình phục. Vậy chúng ta sẽ chia tay nhau. Xin cáo từ. Khoan đã. Con à, sư bá Chiêu Hư đã nói rồi. Nếu con lấy hai tấm thẻ bằng đồng thì hãy trả lại cho sư bá. Mẹ không cần đâu. Mẹ. Sư đệ, sư muội, xin cáo từ. Xin cáo từ. Xin cáo từ. Mẹ hả? Con à, con à, con trai. Nào, hãy để cho mẹ ngắm con một lát. Bà là mẹ của tôi sao? Con à, con à, con trai, con thực sự không nhận ra mẹ hay sao? Sao con không gọi mẹ? Quan Âm nương nương. Con à, sao con lại gọi ta là Quan Âm nương nương? Vậy thì Thạch Trang chủ, Thạch Đại Hiệp là cha của tôi. Nhưng sao tôi lại không biết? Nhưng bà cũng không phải là mẹ tôi. Tôi đang đi tìm mẹ của tôi đây. Ngọc Nhi, mẹ và cha cũng đang đi tìm con. Cũng khó trách, vì đã xa nhau ngần ấy năm trời, con đã không nhận ra cha mẹ. Khi con rời khỏi Quyền Tố Trang, con chỉ cao bằng từng này. Nay con đã trở thành người lớn rồi. Con trai, con còn cao hơn cả cha con nữa. Tuy con có thay đổi, nhưng mà mẹ vẫn có thể nhận ra được con là con ruột của mẹ. Con trai, sao tóc của con rối như vậy? Để mẹ chải cho con nha. Thạch phu nhân, bà nhận lầm người rồi. Tôi không phải là con của hai người đâu. Ngốc à, Thanh ca, tại sao Ngọc Nhi của chúng ta lại thành ra như vậy? Huynh đi đâu vậy? Huynh là dở chứng hả? Ta, cô dở chứng thì có. Muốn tán tỉnh ta hả? Ta không cần đâu. Tôi đâu có muốn gì. Tại ông có bộ tóc giống thiên ca của ta. Thôi thôi, muốn tìm đàn ông hả? Hãy tự nghĩ cách đi. Ông muốn đi tìm đàn ông thì có. Xưa nay đinh đan này chưa từng đi tìm đàn ông. Đồ điên.
Con à, quần áo của ta con mặc rất vừa. Vậy tại sao con không nhận cha mẹ? Thạch Đại Hiệp, hai vị không phải là cha mẹ tôi đâu. Vậy thì tại sao con không bỏ đi mà vẫn nghe lời bà ấy, còn gọi bà ấy là Quan Âm Nương Nương? Vì Mẫn Đại Hiệp rất tốt bụng, bà có tấm lòng Bồ Tát. Mẫn Đại Hiệp vì con chắc đang rất khổ tâm. Bà ấy đã coi tôi là con thì tôi cứ nhận đã. Khi nào bà ấy tìm được con trai thật sự của mình thì tôi sẽ lặng lẽ ra đi. Tôi cũng rất muốn bái đường. Thạch Đại Hiệp, tôi cứ nghĩ những người hành tẩu trên giang hồ như các vị thì hiếm khi có được vài ngày thật sự vui vẻ. Thạch Đại Hiệp, tôi đi nấu cơm đây. Được. Xem ra ta phải theo sự sắp đặt của ông trời vậy. Có lẽ thằng bé này không phải là con trai của ta. Thạch Thanh ơi là Thạch Thanh, cuối cùng thì ngươi đã gây nên nghiệp chướng gì vậy? Một chén canh nóng đây. Một chén canh nóng, mời hai vị dùng. Mau ăn đi. Ăn đi. Trời ơi, chán thiệt. Sao Quan Quan Lạc Lạc lại có thể buồn bã như vậy? Cười đi. Không ăn nữa. Chán quá. Xếp cho một căn phòng. Dạ dạ, mời lên gác. Sư muội, chẳng lẽ sư muội không hề ngờ ngợ gì hả? Ngờ ngợ, muội có ngờ ngợ, nhưng không rõ tại sao muội lại tin rằng nó chính là con trai của muội. Đúng rồi, muội cố nhớ lại xem, hôm đó kẻ tiện nhân đã ra tay làm hại muội, có phải là... Cơm nấu xong rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Sao Quan Âm Nương Nương không ăn? Con à, mẹ muốn nói với con câu này. Năm xưa, khi con vừa đầy tuổi, thì có một nữ tặc đến hại mẹ con. Lúc đó cha con đi vắng, mẹ vừa mới sinh em trai con nên rất yếu. Tên nữ tặc đó rất hung ác. Con à, con à, mẹ đã làm đôi giày này cho con mang thử nha.
Đến ngày thứ ba, tên nữ tặc đó đem trả thi thể của em trai con thì chỉ còn một đám thịt nát vô cùng ghê rợn. Mẹ không dám nhìn đến. Thạch phu nhân, mẹ của con chưa từng kể với con câu chuyện này. Con à, phải chăng sau chuyện đó con đã quên cả mẹ rồi? Mẹ là mẹ đẻ của con mà. Mẹ ơi, chờ con với. Mẹ ơi, mẹ chờ con với. Chờ con với. Không phải đâu, hai vị nhận lầm người rồi. Hôm đó, tên nữ tặc đã phóng Tiêu Kim Tiền vào mông con. Mẹ tin rằng vết sẹo đó vẫn còn. Nào, để mẹ xem. Mẹ là mẹ đẻ của con, đã bao lần thay tả lót cho con mà, còn ngượng ngùng gì nữa? Hay là để cha con xem vậy? Con à, lại đây, để ta xem. Đi đi con. Đúng là có sẹo. Vậy là sao? Sư muội, lại đây. Lại đây, lại đây. Đúng là Ngọc Nhi rồi. Vậy là sao? Chuyện này là như thế nào? Ngọc Nhi, đó là Ngọc Nhi. Vết sẹo này có từ bao giờ? Sao tôi không hề biết gì hết? Chẳng lẽ có ma? Có ma. Ngọc Nhi, đừng sợ. Dù xảy ra chuyện gì thì cha mẹ cũng sẽ che chở cho con. Tại sao con không nhớ gì về những chuyện trước đây? Con không biết nương nương là mẹ của con, và con cũng không biết cha con là ai. Con càng không biết là con có vết sẹo này. Con không biết. Con không hề biết gì hết. Con à, cha hỏi con, nội lực thâm hậu của con học được ở đâu? Con không biết. Công lực ở đôi tay có độc, ai đã truyền cho con? Không ai truyền cho con hết. Tôi làm sao vậy? Sao tôi lại lú lẫn hết cả như vậy? Chẳng lẽ tôi lại là Thạch Phá Thiên, Thạch Ban Chủ? Thạch, tôi mang họ Thạch. Đúng vậy, tôi là con của hai vị. Đúng vậy. Không. 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 Tôi không phải đâu. Tôi không phải. Trời ơi, như vậy là sao? Bệnh mất hồn, lẽ nào là chuyện bịa đặt? Lẽ nào tôi không phải là tôi? Tôi không phải là tôi. Vậy thì tôi là ai? Tôi là ai? Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Quan Âm Bồ Tát, tuy Thạch Trung Ngọc bất hiếu, đã làm nhiều điều càn dở, nhưng con vẫn yêu thương nó hơn cả tính mạng của mình. Nếu có kẻ định hại nó thì con có thể quên cả thân mình để mà bảo vệ nó. Hôm nay cả nhà con được đoàn tụ, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho hai mẹ con họ nhận nhau. Xin Quan Âm Bồ Tát phù hộ cho cháu nó sớm bình phục. Nó còn thơ dại, trót mắc tội. Con là mẹ nó, con xin chịu tội thay. Con xin gánh hết mọi sự trách phạt, cho dù phanh thay con cũng không từ chối. Nay con trai con mới làm lại cuộc đời, mong Bồ Tát phù hộ cho nó thoát khỏi mọi tai ách, được bình yên vui vẻ. Nếu con nó được bình phục như xưa, Mẫn Nhu xin được ăn chay 3 năm, trích quyết mình để chép lại kinh. Nếu bà ấy không phải là mẹ đẻ của mình thì sao lại có thể đối tốt với mình như vậy? Mình cũng chưa dám gọi bà ấy là mẹ. Đúng là mình đã kỳ lắm rồi. Ngọc Nhi, lại đây, cúi lạy đi. Mẹ,
Mẹ, con ngoan của mẹ, con ngoan của mẹ, thật khổ thân con. Con ơi, mẹ, công tử, rửa chân đi. Quang Quang, Lạc Lạc, cười đi, xem nào. Nè nè, muội cười còn xấu hơn cả khóc, cứ như chén dưa muối. Muội bị như vậy chẳng phải là vì huynh sao? Cái gì? Tại ta hả? Ông trời ơi, vậy thì ta tại ai mà ta lại thành một kẻ vô gia cư, vô công, rỗi nghề? Công tử, đừng như vậy nữa. Công tử, đừng giận. Tất cả là tại muội, tất cả là tại muội. Khóc hả? Khóc hả? Khóc đưa đám hay sao? Ta chưa chết mà. Công tử, công tử, huynh đã bỏ rơi muội rồi, huynh đã bỏ rơi muội rồi. Công tử, công tử, Ngọc Nhi, lần đầu cưỡi ngựa như vậy đã là khá lắm rồi. Sau này chắc chắn con sẽ cưỡi ngựa giỏi hơn cả mẹ con. Mẹ con trước kia cũng biết cưỡi ngựa nữa hả? Ta là mẹ đẻ của con. Ngốc à? Vậy thì mẹ của con trước kia, chẳng lẽ mẹ con đã nói dối con? Mẹ con trước kia là thế nào? Hãy nói cho mẹ nghe đi. Dạ, mẹ con tóc đã chớm bạc, có thấp hơn mẹ một chút, không biết võ công, lại hay nóng tính, đôi khi trừng mắt với con, bà còn đánh mắng con nữa. Bà ấy là mẹ con, giờ cũng gọi con là con hả? Không, bà ấy gọi con là cẩu tạp chủng. Cẩu tạp chủng? Dạ, người đàn bà đó gọi con chúng ta là cẩu tạp chủng. Chắc chắn bà ta rất căm hận hai vợ chồng ta. Phải chăng chính là bà ta? Ngọc Nhi, hãy nói cho mẹ biết. Phải chăng bà ấy có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng trẻo, người rất đẹp, khi cười lại có hai má lúm đồng tiền? Mặt của mẹ con tròn tròn, làn da ngăm ngăm, hơi vàng, rất ít khi cười. Lúm đồng tiền là cái gì?
Vậy thì không phải bà ấy rồi. Con à, hôm trước ở thị mạc phòng, mẹ đã lỡ tay đâm trúng con. Vết thương đó thế nào rồi? Rất nhẹ, chỉ sau vài hôm là khỏi ngay. Vậy hôm đó con đã trốn đi như thế nào? Con giỏi thật đó, gió Tây Bắc như vậy mà cũng không ngăn cản được con. Con, thôi thôi, đừng khen ngợi nó nữa. Đừng chiều quá, khiến nó sinh hư. Không phải là con bỏ trốn đâu, mà là Đinh Bất Tam và Đinh Đan đã cứu con. Đinh Bất Tam, tại sao ông ta lại cứu con? Tiểu nhị mang cho ta một giò rượu. Dạ, quý khách chờ cho một lát. Khó ăn quá. Tiểu nhị đâu? Tiểu thư, có điều gì dặn dò? Các món này đều rất khó nuốt. Thiên huynh của ta nấu còn ngon hơn nhiều. Thiên huynh hả? Thiên huynh là ai? Ta không nói với người nữa. Thiên huynh, huynh đang ở đâu? Đã lâu không gặp huynh, muội rất nhớ huynh. Khi gặp huynh thì... Chắc huynh đã đói rồi. Nè, đây là những món ăn mà huynh thích. Sao huynh không ăn? Ăn đi chứ. Không thôi các món sẽ nguội hết. Đồ ngốc. Định ăn không hả? Chúng tôi không bán chịu đâu. Từ ngày mở hàng đến nay, không bao giờ bán chịu. Ta nói bán chịu hả? Cô nói vậy mà. Không được. Trả tiền. Trả tiền đi. Canh của tiểu thư đây. Không có tiền hả? Không có tiền mà gọi cả bàn thức ăn. Vậy thì chén canh này giữ lại mà húp. Khoan đã. Cái này cho các ngươi nè. Trời không bất ngờ mưa bão. Trong túi có tiền hay không mà cô không biết hả? Không phải là tiền. Chủ quán của tôi cần tiền. Chủ quán. Chủ quán à? Huynh béo. Huynh béo. Huynh đến rồi đó hả? Nào nào nào, huynh ngồi xuống đây đi. Muội chờ huynh hoài. Huynh đến đây nào. Huynh béo, huynh ngồi xuống ăn đi. Hai vị cứ dùng tự nhiên. Biết rồi. Huynh béo, huynh biết không, muội ngồi chơi rất lâu rồi, gọi cả bàn thức ăn, còn có cả món canh nữa. Huynh cứ ăn đi. Tiểu nhị, mang thêm 3 chén cơm nữa lên. Huynh béo biết không, rượu ở đây không ngon. Muội sẽ ra ngoài mua rượu ngon về cho huynh nha. Được, muội sẽ đi mua rượu cho huynh. Huynh chờ nha. Đi nhanh lên đó. Được. Huynh béo, ăn xong chưa? Ăn xong rồi. No rồi chứ? No rồi. Ăn no rồi thì huynh trả tiền đi. Trả tiền? Trả tiền gì? Cổ đã gọi cho huynh bao nhiêu món ăn như vậy? Cổ hả? Cổ là ai? Ta đâu có quen. Huynh không quen. Không quen mà cổ gọi cho huynh từng này món ăn. Định ăn không hả? Đừng hòng. Trả tiền đi. Trả tiền hả? Muốn đòi tiền thì gặp cổ mà đòi. Huynh béo, hãy nhìn đi. Quy tắc của bản hiệu: cấm ăn quỵt.
Có thấy một công tử dáng hơi cao không? Không thấy. Thật không? Thật mà. Ghé mua đi. Phải, phải đó. Coi kìa, con bé trông rất xinh. Thiếu gia, cuối cùng thì thiếu gia đang ở đâu? Ta đang ở đây nè. Trông cô em xinh lắm. Ta đang ở đây nè. Cô em, phải chăng là đang đi tìm đàn ông? Tìm thiếu gia hả? Giờ cô em đã tìm được rồi đó. Đinh Đan, sao vậy? Khốn kiếp, đang ti tri vừa đi mất thì điêu thuyền đã đến luôn. Như vậy gọi là bức tranh sông Mỹ đồ. Các huynh đệ, hãy bắt cô em này về cho ta. Đại ca, có sao không? Đánh nó đi. Xin cô nương tha mạng. Được, từ nay ta cấm các người không được chọc ghẹo các con gái nhà lành. Không dám, không dám. Vậy thì hãy cút đi. Thiện Kiến, không ở Trường Lạc Bang lại ra đây làm gì? Tôi đã bị bố tiên sinh đuổi khỏi Trường Lạc Bang rồi. Cái gì? Cứ như vậy, con đã mơ hồ mà sống đến hôm nay. Đúng là vì Bạch Tự Tại đã đối xử với Ngọc Nhi tệ nên nó mới bắt buộc rời khỏi Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành ở đâu? Con chưa bao giờ đến đó. Con lại quên hả? Hồi nhỏ con đã được đưa đến Lăng Tiêu Thành để học võ nghệ, cho nên lúc ở chỗ hầu giám tập, hai mẹ con đã gặp gỡ mới không nhận ra nhau. Ngọc Nhi, hôm trước ở ngoài hiệu bánh nướng, con gặp sư thúc Cảnh Dạng Trung và mấy người nữa, con có thấy sợ không? Cảnh Dạng Trung? Con không biết ông ấy, thì sao lại sợ ông ấy? Con à, con trót mắt sai lầm, cứ sửa chữa là xong. Cần nghĩ cách để khắc phục bù đắp lại, đừng nên giấu giếm. Con không có giấu giếm gì hết. Sư phụ Phong Vạn Lý đối xử với con như thế nào? Phong sư phụ? Làm gì Phong sư phụ nào? Còn ông Bạch thì sao? Ông Bạch thì hay nóng tính đúng không? Con chưa bao giờ gặp ông Bạch. Sư huynh, có lẽ nó bấp bênh từ lúc ở Lăng Tiêu Thành cũng nên. Đúng vậy, nó từ đó trốn đi. Nếu không bị đập đầu vào núi tiết thì có lẽ nó đã quá sợ hãi. Nó nói lúc ở Trường Lạc Bang và Ma Thiên Nhai, nó thường bị nóng lạnh thất thường. Thật ra là mầm bệnh mới phát từ vài năm nay. Ngọc Nhi, chẳng lẽ ký ức tuổi thơ của con chỉ nhớ chi tiết về người đàn bà da mặt vàng nhợt chuyên đi săn bắn và chuyện về A Hoàng? Dạ. Trong cơn bạo bệnh thì đầu óc sẽ tưởng tượng ra vô số cảnh tượng hão huyền. Sau khi khỏi bệnh sẽ ngỡ đó là sự thật. Con à, có một việc rất liên quan đến chuyện sống chết của con. Ở phái Tuyết Sơn, con đã học được bao nhiêu võ công? Hãy nói thật cho cha biết đi. Con chỉ nhìn thấy họ luyện kiếm ở Thủy Mặc Phòng, con nhớ được một ít.
Thưa mẹ, Bạch Sư Phụ nói con là đệ tử của phái Tuyết Sơn. Con không hiểu sao trên đùi con lại có vết sẹo. Nó đúng là vết sẹo do phái Tuyết Sơn để lại sao? Sư muội, ta muốn thử đánh giá xem kiếm pháp của phái Tuyết Sơn. Trên người con tứ môn mở rộng, ngực và bụng dưới, hai vai tả hữu đều bị kiếm đâm trúng, có rất nhiều chỗ sơ hở. Cha, cha sao vậy? Huynh sao vậy? Không sao. Sư muội, đúng là trên người của nó có độc, nhưng mà nội lực trong người nó vẫn rất thâm hậu. Ngọc Nhi, khi giao đấu với cha, con đừng giận nội lực dữ dội như vậy. Dạ, con sai rồi. Cha không bị thương chứ? Ngọc Nhi, con đừng lo, cha không sao đâu. Vừa rồi muội thấy đó, kiếm pháp Tuyết Sơn của nó đã quên khá nhiều rồi. Lo gì, chúng ta sẽ dạy lại cho nó. Ngọc Nhi đang có nội công rất mạnh, chỉ cần nhạy bén tiếp thu rồi nhớ được thì nó sẽ là đệ nhất kiếm trong thiên hạ. Ngọc Nhi, dạ, con có muốn học không? Dạ có. Cô nhanh lên đi, nhanh lên. Đi như vậy thì bao giờ mới gặp được thiên huynh? Tôi còn gấp hơn cô. Mấy hôm nay tôi đã đi rách đến dài đôi giày rồi. Cô gấp cái gì? Thiên huynh là chồng tôi mà. Vậy thì cô tự đi mà tìm, tôi đâu cần cầu xin cô. Đi thì đi. Nè, Đinh Đan, hãy trả lại số bạc mà cô dây tôi đi. Tôi đi thật đó. Thì cô cứ đi đi, ai ngăn cản cô đâu. Tôi đi thật đó nha. Nhưng nếu cô gặp nguy hiểm mà mình lại không có mặt ở đó, chắc có lẽ cô mệt rồi đại tiểu thư. Hay là tìm một cái kiệu để khiêng cô đi nha. Tôi chịu thôi. Đinh Đan, cô đi đi, tôi không làm lỡ việc của cô. Thôi đi đi mà. Không đi đâu. Trời ơi, không đi cũng phải đi. Đi thôi. Nhanh như gió, kiếm như rừng, mạnh như lửa, vững như núi. Chủ, cho chén trà. Đây, tiền đây. Ê,
Thanh huynh, bây giờ cũng trễ rồi, hay là chúng ta vào đây nghỉ ngơi đi. Được. Cô làm tôi nghẹt thở rồi, khó khăn lắm mới tìm được thiếu gia. Vậy mà cô lại, chúng ta không thể cứ như vậy mà ra mắt ba mẹ chồng được. Tôi cần tìm thiếu gia, chứ không cần tìm ba mẹ chồng. Thiếu gia của cô là chồng tôi, cứ vậy đến gặp thì họ ghét tôi mất. Chúng ta đi xem sao. Đi thôi. Xin chào quý khách. Xin mời vào trong nhà. Mời vào trong. Đi thôi. Thanh huynh, Ngọc Nhi đâu? Nó ở ngoài kia kìa. Nó đang luyện kiếm. Nó tiếp thu nhanh lắm. Thanh huynh, huynh là đại hiệp, xưa nay chưa từng khen ngợi ai. Có phải huynh đã quá thiên vị con trai của mình rồi không? Mẫn Nhu, chúng ta ăn đi. Muội chưa ăn đâu, muội muốn đợi Ngọc Nhi. Món cá này Ngọc Nhi rất thích ăn. Huynh sao vậy? Sư muội, từ nay chúng ta đừng quá nuông chiều Ngọc Nhi. Huynh nói đúng, nhưng Ngọc Nhi của chúng ta cũng đã thay đổi rất nhiều. Ngọc Nhi rất thông minh, chưa đủ 7 ngày nó thuộc toàn bộ kiếm pháp Thượng Thanh Quán mà muội dạy cho nó. Thanh huynh, huynh đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đều đang biết nó đã có nội công thâm hậu, thì chất độc trong người nó sẽ dần được hóa giải. Có điều các chiêu thức võ công thì rất phức tạp. Không biết nó đã luyện được bao nhiêu tinh hoa của các phái trong võ lâm. Đinh Gia Quyền, kiếm pháp Tuyết Sơn và kiếm Thượng Thanh nữa. Ta nghĩ nó có thể hòa trộn được tất cả là một, thì nó sẽ có một tiền đồ sáng lạng. Ta đã nghĩ như vậy. Chỉ cần võ công của nó có thể đánh bại Lăng Tiêu Thành thôi. Sao muội lại nghĩ như vậy? Bạch Tự Tại ngông nghênh tự đắc, tự cho rằng mình là vô địch thiên hạ. Muội muốn để cho Ngọc Nhi đấu với ông ta một phen. Huynh thấy thế nào? Mấy hôm trước ta hỏi nó, hồi nhỏ nó học võ công ở đâu, nó đều quên hết. Hiện nay về văn chương thì nó không có gì. Về võ công thì hai mươi mấy năm trước nó cũng chưa có gì đặc sắc. Nói về sự từng trải và danh tiếng, thủ đoạn và mưu kế thì càng không có gì. Mấy năm nay Trường Lạc Bang trỗi dậy thành một bang lớn trên giang hồ, tại sao họ lại phải cung kính chiêu tôn một bang chủ trẻ tuổi? Điều đó muội nghĩ đến chưa? Trước đây Ngọc Nhi còn nhỏ nhưng đã rất mưu trí. Nhưng nay trông nó như vậy mà họ vẫn bám riết lấy nó. Sư huynh, chắc chắn bên trong này phải có một âm mưu rất lớn. Đúng vậy. Mùi thử nghĩ xem, rượu thủ hồi xuân Bối Hải Thạch là một nhân vật rất lợi hại. Vậy mà ông ta lại rút lui và để cho Ngọc Nhi làm bang chủ. Cuối cùng là thế nào? Trừ khi muốn tìm kẻ thế mạng, thưởng thiện phạt ác. Mẹ, thưởng thiện phạt ác là như thế nào? Ngọc Nhi, khi con kết nghĩa với Trương Tam Lý Tứ, họ có biết con là bang chủ Trường Lạc Bang không? Dạ không. Ngọc Nhi, con hãy kể lại chuyện con cùng với họ uống rượu độc cho cha nghe đi. Dạ. Lúc đó một mình con ở trong rừng, thịt thỏ nướng làm cho người ta thèm nhỏ dãi, thơm quá. Nào đến đây, xin mời hai vị cùng ăn. Rượu ngon lắm.
rượu mạnh và rượu lạnh hòa trộn, hương vị ngon lắm. Cậu sao vậy? Đây là gì vậy? Nếu như có kẻ định giết hai vị đại ca thì đệ sẽ xông ra chống đỡ. Sau đó tụi con chia tay nhau. Ngọc Nhi, có việc này cha phải nói rõ với con, nhưng con đừng lo lắng. 30 năm trước, thủ lĩnh của rất nhiều môn phái lớn cùng các bang hội trong võ lâm tự nhiên nhận được thiếp mời, mời họ vào ngày mùng 8 tháng Chạp đến đảo tiệp khách ở biển Nam ăn cháo lạp bát. Giờ họ đều không trở về, có đúng không? Ngọc Nhi, nghe cha con nói hết đã. Ba lần trong 30 năm qua không một ai trở về. Thiệp mời là hai miếng thẻ đồng. 30 năm trước thì đại ca và nhị ca của con mới chỉ là thiếu niên. Đúng. Người đầu tiên nhận được tấm thẻ bài là đầu trưởng Thúc Sơn, trưởng môn phái Tây Thành ở Tây Xuyên. Ông ấy cười lớn, tay nắm thẻ đồng, dẫn nội công bóp nát chúng, ý chừng muốn phô diễn nội công thâm hậu đó để hai vị sứ giả trẻ tuổi ngông cuồng kia phải lùi bước. Ai ngờ ngay sau đó hai sứ giả kia đã đưa tay phóng chưởng vào ngực vị lãnh tụ ở Tây Xuyên, khiến cho ông ta hộc máu chết luôn. Họ thật độc ác. Đúng vậy. Lúc đó võ công của hai chàng trẻ tuổi kia vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Sau khi giết chết lãnh tụ võ lâm Tây Xuyên, họ đã trốn khỏi sự bao vây của phái Thanh Thành và tất nhiên đã làm chấn động khắp nơi, khiến cho ai ai cũng phải phẫn nộ. Các phái ở Tây Xuyên chuẩn bị bữa đại tiệc ở tiêu cục Tây Thục, thề cùng thảo phạt trả thù. Các vị chủ môn đang định lên đường đến tiêu cục Tây Thục thì ai ngờ chỉ ba hôm sau, Quách lão tiêu đầu Tây Thục cùng hơn 30 thuộc hạ đều bị đột tử, xác nằm la liệt ngoài sân. Và họ thấy hai mảnh thẻ đồng treo trên cổng lớn trước tiêu cục. Hai đại ca Trương Tam Lý Tứ của con lại hung ác như vậy sao? E là trong chuyện này có điều hiểu lầm rất lớn. Không ai có thể đoán ra điều gì. 20 năm trước 37 người bị ép đi dự tiệc. 10 năm trước có 48 vị đi, nhưng tất cả đều không trở về. Vậy tại sao không liên kết lại để chống lại họ? Nếu chống lại được thì đã không chịu bó tay như vậy. Mặt khác, với võ lâm bề ngoài có thể là một khối, nhưng thật ra chỉ là một nắm cát rời rạc, ai có thể dung vào làm một được? Các bang phái đều ích kỷ đã đành, họ còn lừa gạt nhau, đấu đá nhau, ngay trong một bang cũng thường hay lục đục, làm phản ngay trong nội bộ. Mẹ và cha con đã hiểu rất rõ, cho nên mới đơn độc trên giang hồ, đôi khi gặp chuyện bất bình cũng ra tay tương trợ cho bỏ công luyện võ. Nếu cho mẹ định đến xem đảo hiệp khách thực hư ra sao, e là sẽ rất khó khăn. Tất nhiên là khó khăn rồi, nhưng họ đã uy hiếp đến tận sư môn của mình thì ta đâu có thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy võ công của cha mẹ chưa sánh được với các cao nhân, nhưng mà xưa nay chính dẫn thắng tà, cũng chưa biết chừng sẽ là... Nếu vậy thì đến đảo hiệp khách để chuốc lấy cái chết một cách vô ích. Mẹ và cha tự nguyện đến đó, cũng biết là sẽ chết, nhưng mà làm vậy đều là vì con. Vì con sao? Đúng. Ngọc Nhi, xưa nay con gian trá, dâm tà, phạm thượng, lừa thầy, dưới võ lâm không thể dung tha. Cha mẹ con đã không còn mặt mũi nào để gặp bạn bè trên giang hồ. Nếu cha mẹ có thể làm một việc gì lớn cho võ lâm thì mọi người sẽ không truy cứu tội lỗi của con nữa. Đừng có nói ra như vậy. Ngọc Nhi của chúng ta đã khác xưa rất nhiều, rất trung hậu, thật thà, tốt bụng, không có mưu đồ gì hết. Chính vì vậy càng dễ bị người ta lợi dụng. Hiện nay nó như một ứng cử viên rất sáng giá. Nó đã quên hết mọi chuyện cũ, không có khái niệm gì về mọi điều hiểm ác trên giang hồ.
Nhưng Bối Hải Thạch lại không ngờ rằng bang chủ này lại là con trai của Thạch Thanh, cho nên hắn mới tìm mọi cách để hãm hại chúng ta. Chúng ta đã biết rõ âm mưu của họ thì không cần phải lo lắng. May mà Ngọc Nhi chưa hề tiếp nhận thẻ đồng của đảo hiệp khách. Thanh huynh, sau đây chúng ta nên làm gì? Sáng sớm ngày mai sẽ lên đường đến Trường Lạc Bang vạch trần sự việc này. Đi thôi. Nếu họ là người xấu thì sao lại kết nghĩa huynh đệ với con? Họ thấy con chất phác, không có tâm địa gì, nên cứ bám chặt lấy con. Họ không thể từ chối, nên dùng họ tên giả là Trương Tam Lý Tứ để thề thốt với con. Thì ra là vậy. Lần sau gặp lại họ, con phải hỏi cho rõ mới được. Ngọc Nhi, con đi ngủ đi. Dạ, mẹ cũng đi ngủ đi. Ngọc Nhi, ngủ sớm đi, để ngày mai còn phải lên đường. Dạ. Ai đó? Là Đinh Đinh Đang Đang phải không? Tất nhiên rồi. Vậy huynh tưởng là ai? Vẫn chưa chịu mở cửa hả? Tôi mở. Muội buông tay ra đi. Thiên huynh, nhớ muội có đúng không? Ta được lắm. Huynh không nhớ muội đúng không? Có phải huynh gặp cha mẹ rồi thì quên luôn vợ mình? Ta đâu thể nào quên muội. Vậy huynh, ta chỉ đang nhớ lại những chuyện trước đây thôi. Chắc chắn là nhớ đến người tình cũ đúng không? Người tình nào? Thôi được rồi, không nói nữa. Huynh thử đoán xem muội dẫn ai đến gặp huynh đi. Ai vậy? Huynh nhìn đi. Nè, thiếu gia. Thiền Kiếp tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ. Tôi cũng rất nhớ thiếu gia. Thiếu gia, bao lâu nay thiếu gia đã đi những đâu? Thiền Kiếp tỷ tỷ đang ở trong Trường Lạc Bang mà, sao lại đi với Đinh Đinh Đang Đang? Thiếu gia. Thiền Kiếp tỷ tỷ, vào đây nói chuyện đi. Trời ơi, không được như vậy. Nam nữ thọ thọ bất thân, không được ở cùng phòng. Ở Trường Lạc Bang tôi đã từng hầu hạ thiếu gia, đã từng ở cùng phòng, đó là trước kia. Nhưng hai chúng ta không phải đang ở cùng phòng sao? Ngốc ơi, chúng ta là vợ chồng. Vậy ba người chúng ta chung phòng sẽ không sao hết. Thiếu gia, hai người nghỉ đi, tôi ra quán trọ ngoài kia. Thiền Kiếp tỷ tỷ, ngoài kia lạnh, coi chừng bị cảm đó. Thiếu gia, tôi hiểu. Thiếu gia hãy chịu khó chăm sóc Đinh Đan đi. Đinh Đinh Đang Đang, muội. Thiên huynh, muội toàn nằm mơ thấy huynh thôi. Muội mơ thấy ta làm gì? Muội mơ thấy đang cùng huynh bái đường cưới nhau, muội là cô dâu. Thiên huynh, huynh hôn muội đi. Ta, muội. Đinh Đinh Đang Đang, Đinh Đinh Đang Đang.
Đinh Đinh Đăng Đăng, ông nội, con thật sự không phải Thạch Băng chủ đâu, cũng không phải thiên huynh của muội. Đinh Đinh Đăng Đăng, chúng ta hãy kết nghĩa huynh muội, làm vợ chồng không vui một chút nào. Vậy thì tốt quá rồi, chỉ mình muội tin ta, không phải là huynh ấy. Đa tạ muội. Thiên huynh, khó khăn lắm muội mới tìm được huynh, sao huynh lại đối xử với muội như vậy? Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, trời sáng rồi. Ngọc Nhi, mau dậy thôi. Ngọc Nhi, con dậy chưa? Con đã dậy chưa? Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Dạ. Thiên huynh, đừng nói với mẹ huynh, ta ở đây. Được, ta sẽ ra mở cửa. Không được, không được để mẹ chồng thấy ta trên giường của huynh. Là sao vậy trời? Cái thằng ngốc này. Thiên huynh không được mở cửa. Đừng lo, bà ấy là mẹ ta mà. Lúc này mà gặp hai vị ấy mùi xấu hổ lắm. Ngọc Nhi, chúng ta phải lên đường thôi. Ngọc Nhi, có nghe thấy không? Mau mở cửa đi. Mở cửa đi Ngọc Nhi. 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 Thanh huynh, mau lại đây, mau lại đây. Có chuyện gì vậy? Ngọc Nhi, nó lại trên gác không thấy gì. Có phải nó bị người ta bắt đi rồi không? Nó vừa mới đi thôi. Võ công giỏi thật đó. Đó là cha mẹ ta. Ta biết rồi. Đinh Đinh Đăng Đăng, lần sau khi cha mẹ ta trở lại thì hãy đến gặp họ có được không? Không. Họ đã coi thường ông nội muội thì tức là coi thường muội. Muội không gặp họ đâu. Đi thôi, đi theo muội. Đi đâu? Đến một nơi rất thú vị. Không, chắc là cha mẹ ta đến Trường Lạc Bang tìm ta. Ta phải dẫn Thiện Kiếm đi tìm họ mới được. Nè, lại đứng núi này trong núi nọ có phải không? Hai chúng ta đi không được sao? Sao lại phải đưa Thiện Kiếm đi cho rắc rối? Nếu muội không để Thiện Kiếm đi cùng thì ta không đi. Đi đi mà. Được rồi, đưa cả Thiện Kiếm đi cùng. Sư huynh. Ấy,
đến Trường Lạc Bang đi lối nào? Lối này. Lối này hả? Thiếu gia, Đinh Đan chỉ làm đường rồi, đây mới là đường đến Trường Lạc Bang. Bên này chứ, thiếu gia cũng nói sai. Bên này, bên này. Trời ơi, cuối cùng bên nào? Muội biết đường đến Trường Lạc Bang mà. Lại còn nói như vậy nữa, đây mới là đường đến Trường Lạc Bang. Trường Lạc Bang, có mà người tình của cô thì có. Đinh Đinh Đan Đan, muội đã nói dối ta. Thiên ca, muội không có nói dối huynh đâu. Sớm muộn gì thì cô con dâu nửa mùa là muội cũng sẽ đến gặp mẹ chồng. Gặp sớm còn hơn là muộn mới gặp. Đi thôi. Thưa các vị, hôm nay cửa hàng của chúng tôi không tiếp khách. Nếu các vị đắc tội với vị trong đó thì cửa hiệu của tôi tan mất. Xin các vị hãy về đi. Nè, tại sao lại không vào được? Có phải huynh giấu cô gái mới cướp về ở trong đó? Ôi trời, đừng nói vậy mà. Đại ca, tiểu muội của tôi nói giỡn đó, có phần bất kính. Mong đại ca bỏ qua cho. Bất kính sao? Tiểu nhân không dám nghĩ vậy. Tiểu nhân là cái đinh gì? Tiểu nhân không dám nhận đâu. Trên giang hồ có câu, kính trọng huynh chính là kính trọng tôi, có gì mà không dám. Hôm nay chúng tôi đều đói, mong huynh hãy tạo điều kiện cho chúng tôi vào ăn đi. Nghe câu này, biết ngay thiếu gia là người thấu tình đạt lý. Vậy xin mời vào. Chú ý nói khẽ thôi đó. Được, đi thôi, mời vào. Mời vào. Ba vị, ở đây dùng cơm, xin đừng gây nên chuyện gì. Nếu chúng tôi có gì sơ suất, mong hãy chăm trước cho. Xin đừng khách khí, tôi đem món ăn ra ngay. Muội dạy huynh phép tắc trên giang hồ và đối nhân xử thế, huynh vẫn nhớ rất rõ đó. Nhưng huynh nên nhớ, phải tùy người mà ứng xử. Hắn là hạng người gì? Chỉ là một tiểu nhị nhỏ nhoi thôi. Người với người với nhau, tại sao lại phân biệt trên dưới? Người với người đâu phải là hàng hóa, không thể đem ra so sánh như vậy được. Vậy huynh có biết tại sao hắn ta lại không dám nhận phép lịch sự không? Vì hắn ta trông thấy huynh mặc toàn gấm dốc. Tục ngữ có câu, tiền bạc là gan anh hùng, áo quần chỉ là sợi tóc của thánh nhân. Vậy thì ta sẽ không mặc nữa. Ngốc ơi, huynh đừng áp dụng bừa bãi các phép tắc trên giang hồ là được. Nè, nếu huynh chê áo này quá gây chú ý thì để muội mặc vậy. Muội, để tôi bưng cho. Dạ. Thiện Kiếm tỷ tỷ, tỷ ngồi đi, chúng ta cùng ăn. Thiếu gia, tôi đâu có thể ngồi cùng bàn với thiếu gia được. Đã có tiểu nhị bưng thức ăn rồi, tỷ cứ ngồi xuống đi. Thiện Kiếm, tiếp món ăn cho tôi đi. Đinh Đan, tôi chỉ hầu hạ thiếu gia thôi, chứ đâu phải. Nhưng tôi là thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân đó. Đinh Đinh Đan Đan, ta gấp cho muội. Không cần. Nếu huynh gấp thì muội sẽ không ăn đâu. Thôi được, để tôi hầu hạ cô. Nè, nè, cô muốn tôi chết nghẹn đó hả? Cô chưa kêu dừng lại thì A Hoàng chúng tôi làm sao mà dám dừng lại được. Thiện Kiếm tỷ tỷ, suốt dọc đường tôi may mắn được Thiện Kiếm tỷ tỷ chăm sóc. Hồi nãy tôi chỉ nói giỡn thôi. Nào, tỷ ngồi đi, chúng ta cùng ăn. Ngồi đi.
Thiện Kiếp tỷ tỷ, món này rất ngon. Món này nữa, món này cũng rất ngon. Ngon sao huynh không gấp cho muội? Muội đã có nhiều như vậy rồi. Đó là Thiện Kiếm gấp cho muội. Muội muốn huynh gấp cho muội. Được, ta sẽ gấp cho Đinh Đinh Đang Đang những món thật ngon. Sao Thiện Kiếm tỷ tỷ không ăn đi? Muội quên mất. Thiện Kiếm tỷ tỷ, muội quên gấp thức ăn cho tỷ. Thiếu phu nhân, tôi không dám nhận đâu. Ta có lòng tốt, đúng là không biết làm người tốt. Các người đều ở đây hả? Hay rồi. Xem đây, các người xem đây, ta mang thẻ đến cho các người đây. Đó là tứ gia, đó là tứ gia của muội. Nói nhỏ thôi, biết chưa? Các người biết không, người khác muốn có cũng không có được đâu. Chúng ta ra xem sao. Được. Thiện Kiếm tỷ tỷ, cứ ở đây, đừng có lên tiếng nha. Được, đi thôi. Các ngươi còn chê đắt hả? Có khối người muốn mua, ta còn không bán. Mỗi người một thẻ, mỗi thẻ 10 lạng bạc. Sao ông lại đòi bán cho chúng tôi những thứ này? Tại vì cái này. Sao vậy? Khoan đã. Xin hỏi quý tánh đại danh của tráng sĩ. Ngươi không biết danh của ta hả? Vậy thì bản lĩnh của ngươi cũng chẳng đâu vào đâu. Đừng để ông nhận ra huynh nha. Ngươi định đi báo quan hả? Nghe đây, ta chính là quan. Trông cô xinh như vậy thì ra cô là dạng thổ phỉ. Đừng có lăng nhăng. Chúng ta đã ở ngoài quan ngoại đã nhiều năm, nên biết rất ít các anh hùng hảo hán ở Trung Nguyên. Tại hạ là Phạm Nhất Phi ở Bạch Hạc Môn Lưu Đông. Phạm Nhất Phi tức là phạm nhân đã trốn trại hả? Trông ngươi đen nhiễm như vậy, chẳng giống Bạch Hạc mà giống quả đen, nên đổi tên thành quả Lưu Đông thì hơn. Ông nghe đây, đừng cậy ông cầm thẻ bài đòi mạng. Bà cô này không có sợ đâu. Hai sứ giả thưởng thiện phạt ác là cái gì đây? Ta đoạt nó gì đây nè. Giờ mỗi người hãy mua một thẻ. Đinh Đan, tứ gia của muội đã biến thành sứ giả thưởng thiện phạt ác từ bao giờ vậy? Sao có nhiều thẻ đồng quá đi? Ta bán cho các ngươi thì phải nhận tiền chứ. Có phải ông già này là người của Trường Lạc Bang? Trường Lạc Bang là cái gì? Các người không biết ta, nhưng ta biết các người là tứ đại hiệp ở Quang Đông và đều là trưởng môn. Ngươi ở Thanh Long Môn Cẩm Châu thì phải. Thằng ranh này khệnh khạng, đi đi lại lại tay cầm roi cửu tiết tiên đến Trung Nguyên. Ngươi chán sống rồi hả? Thì ra ở Trung Nguyên cũng có người biết đến Phương Lương Cẩm Châu này. Tại hạ là trưởng môn Thanh Long Môn, xin hỏi đại danh của lão gia. Ngươi làm ta tức quá đi mất. Ngươi làm ta tức quá đi mất. Cựu tiết tiên của người rất linh hoạt, được gọi là vua trong các binh khí, rất khó học, khó sử dụng, khó lắm. Trưởng thương đại kích, song đao đơn kiếm đều dưới tầm của nó. Ngươi làm ta tức quá đi mất. Tức quá đi. Không hiểu sao lão gia lại tức giận như vậy. Mỗi khi ta nhìn múa đao đánh thương, ta không có tức. Nhưng mà hễ thấy ai cầm cái thứ đó là ta tức lộn ruột lên, chỉ muốn đánh nhau thôi. Năm ngoái khi thấy huynh đệ nhà họ Bành dùng cái thứ này, ta đã giết luôn. Ở Phương Thương An Quy có một cô gái cũng dùng thứ này, nhưng mà ta không giết đàn bà, ta chỉ chặt tay của nó thôi. Từ đó nó không dám dùng thứ binh khí hàng đầu đó nữa. Tại sao ông lại căm ghét người sử dụng tiểu tiết tiên đến vậy? Người nói lăng nhăng. Ta đâu có căm ghét người sử dụng cửu tiết tiên. Ta đây cũng có thứ vua binh khí này.
Thì ra lão ta cũng sử dụng cửu tiết tiên. Nhóc con chưa học được chút võ công đã sử dụng cửu tiết tiên để ra tay với người ta. Đánh đi đánh lại, ngã sắp ngã ngửa, có kẻ nào đứng dậy nổi mà ra về đâu. Như vậy sao mà ta không coi thường cho được? Ta sớm biết ở Thanh Long Môn Cửu Châu có kẻ dùng cửu tiết tiên đã truyền đến 7-8 đời, nhưng ta vẫn muốn truy sát các ngươi. Vì miền Quan Đông quá lạnh, ta không muốn đến đó. Nào ngờ nhà ngươi lại khệnh khạng dẫn sát đến Trung Nguyên. Ngươi hãy lên kia treo cổ mà chết đi. May mà ông không sử dụng đơn đao. Ta sử dụng đơn đao thì sao? Ta dùng đơn đao thì đao pháp của ông cũng sẽ giết ta chứ gì. Mà nếu ông giết được ta thì cũng có vô số người khác dùng. Liệu ông có giết được hết họ không? Ta đây có biệt hiệu là một ngày không quá bốn. Hắn là Đinh Bất Tứ. Ở đây có 11 tên dùng đơn đao, cộng thêm ngươi dùng cửu tiết tiên là 12 người. Ta sẽ dùng 3 ngày để giết hết. Hôm nay ta vẫn chưa giết ai. 4 tên này là đúng lúc. Bây giờ hãy khai báo họ tên. Mau lên. Nếu không, ngoài cái tên dùng cửu tiết tiên ra, số còn lại hãy dập đầu lạy ta đi. Đinh Bất Tứ, ngươi làm trò khỉ gì cũng được, nhưng mà ngươi mạo nhận là sứ giả thưởng thiện phạt ác, là ngươi không biết tự lượng sức mình rồi. Sao hả? Ngươi định so tài với bọn ta? Vậy thì hãy ra ngoài kia đi. Võ công giỏi quá. Nói gì đó? Có nói gì đâu. Ta phải giết ngươi để bịt đầu mối. Đây là phép tắc trên giang hồ ngoài biên ải. Thiên huynh, huynh bảo vệ muội hả? Muội rất thích, rất thích. Thì ra hắn là Thọ Đế. Đi thôi. Tứ gia làm gì vậy? Nếu huynh đoán ra được thì huynh đã biến thành Bất Tam Bất Tứ rồi. Chúng ta đi thôi. Lối này mà. Nhảy đi. Nhảy đi chứ. Nhảy không được. Sao khinh công của huynh lúc bật lúc tắt vậy? Ta cũng không biết. Lúc nhảy thì huynh nghĩ gì? Ta nghĩ đến lời mẹ ta nói, nhảy cao thì té đau. Đồ ngốc. Nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi. Không ngờ khinh công cũng cao siêu ra trò. Các ngươi đều là những kẻ trốn khỏi môn phái, không dám đến đảo hiệp khách phải không? Đến đó toàn là hiệp khách. Vậy như các ngươi là hiệp khách cái gì? Tứ đại môn phái ở Quan Đông chúng ta và Đinh gia xưa nay không có thù oán gì. Sao ngươi lại bỡn cợt chúng ta? Tại sao vậy? Ngươi là vợ của Cao Tam, trang chủ Vạn Mã Trang có phải không? Chính là ta. Không đẹp không xinh, trông chẳng ra làm sao. Xấu lắm. Đao thì đẹp, nhưng người thì không đẹp. Hãy ném mùi tiêu hoàng đao của ta. Đao thì đẹp, nhưng dở lắm. Không ngờ võ công của họ cũng rất ghê gớm. Tứ gia đã đánh giá sai họ rồi. Nếu bốn người đó lần lượt tấn công thì tứ gia sẽ đỡ phí công sức, nhưng nếu cả đám cùng nhào vô thì tứ gia sẽ rất lúng túng. Hey!
Sao tỷ không ở trong phòng ra đây làm gì? Tôi không yên tâm về thiếu gia. Có tôi ở đây cần tỷ lo sao? Thiếu gia là ban chủ của chúng tôi, nhưng thiếu gia là chồng tôi. Ở đây không có việc gì đâu, xuống đi. Cẩn thận, có chừng bị thủng yết hầu đó. Dùng đao chém đứt cổ tay đang cầm đao của hắn đi. Khốn kiếp, ai cho cậu tập chủng nói vào đây? Có giỏi thì ra đây đối với lão phu. Ra đây đi. Bị phát hiện rồi, ai biểu huynh nhiều chuyện? Ông chỉ nói vu vơ vậy thôi. Thiên công tuyệt diệu quá. Anh bạn nào dám ngăn cản một ngày không có chúng ta đây? Tứ gia, con là bánh tét đây. Thì ra là bánh tét. Thằng nhóc này dám phá quy tắc một ngày không quá bốn của ta. Tứ gia, có quá nhiều sơ hở rồi. Ông mau lau mồ hôi đi. Đinh Bất Tứ, đừng ra vẻ ta đây nữa. Vị thiếu hiệp kia đã nể ông rồi đó. Người ta đã nể rồi nên nhận đi. Thiếu gia, dùng binh khí đi. Cô thì hiểu gì về võ nghệ, ngồi yên mà xem đi. Tứ gia, thôi đừng đánh nữa. Con vừa ra tay, ông đã bị đau rồi. Đinh Bất Tứ, nếu có giỏi thì nói đi. Đồ khốn. Thiếu gia, mạnh lên. Gào cái gì? Giỏi thì giúp một tay đi. Coi chừng cô bị ăn roi đó. Cô là con gái mà gào to như vậy, còn ra thể thống gì? Thiên huynh, mạnh lên, mạnh lên. Nếu thứ gia thích thì con sẽ buông tay ra ngay. Tứ gia, tứ gia, tứ gia, có sao không? Ngươi là ông tứ của ta thì có. Thiếu hiệp, võ công của thiếu hiệp thật cao cường. Cao cường lắm. Các vị đã quá khen. Các vị đừng khách khí. Thiên huynh, huynh đánh bại tứ gia, ổng về mét ông nội thì ông nội sẽ giết huynh mất. Tôi, thiếu hiệp, bốn chúng tôi được thiếu hiệp cứu mạng. Chúng tôi không bao giờ quên ơn nghĩa cao cả này. Xin hỏi quý tánh đại danh của thiếu hiệp. Chuyện giặc thôi mà, có gì đáng kể đâu. Tại hạ họ Thạch, tên là Trung Ngọc. Còn đây là Đinh Đinh Đang Đang. Là đây là còn đây là Thị Kiến Tỷ Tỷ. Đại ân đại đức của Thạch thiếu hiệp chúng tôi cả đời không quên. Nếu sau này cần gì sai bảo, bốn anh em chúng tôi dù nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không từ. Chúng ta cùng ở trong giới võ lâm, tất nhiên nên giúp nhau. Các vị khách khí như vậy khiến tôi thấy ngượng ngùng lắm. Tại hạ cũng thấy rất vui mừng.